Kính chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, 4 tháng 12 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý và sau cùng là phần phóng sự về buổi hội thảo với đề tài Báo chí điều tra được tổ chức tại Manila vào tháng 11 vừa qua. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Bộ Tư pháp điều tra vụ cảnh sát siết cổ chết người ở New York. Hạ viện xúc tiến việc thông qua dự luật quốc phòng. Texas đứng đầu liên hiệp các tiểu bang trong đơn kiện hành động di trú của ông Obama. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Ông Obama nói họ tập của Trung Cộng quấy rầy các nước lân bang. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng đã tập trung quyền lực nhanh hơn bất cứ lãnh tụ nào của Trung Cộng trong nhiều thập niên qua, tạo nên quan tâm về nhân quyền và quấy rầy các nước lân bang. Ông Obama nói với các vị trưởng điều hành Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Kinh doanh Bàn tròn rằng lãnh tụ Trung Cộng này đã được kính nể trong một thời gian ngắn sau khi ông ta lên nắm quyền. Nhưng theo ông Obama, cũng có những mặt tiêu cực về việc gia tăng quyền lực của họ tập, như nhân quyền, việc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và gây phiền toái cho các nước lân bang, nhất là những tranh chấp hải phận trong vùng. Mặt khác, ông Obama cho rằng Trung Cộng lại có sự mong muốn rất vững mạnh trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Ông Obama nói, Hoa Kỳ mong muốn cho Trung Cộng thấy mối quan hệ xây dựng đôi bên cùng hưởng lợi, trong khi ông cũng đòi hỏi sửa đổi các vấn đề, chẳng hạn như tin tặc kinh doanh. Đồng thời, ông Obama tỏ ra ít lạc quan hơn về Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh tụ Nga đã không phòng bị rằng việc sáp nhập Crimea đã khiến cho nước Nga bị Tây Phương chế tài, khiến ảnh hưởng xấu tới kinh tế và thụt lùi về chính sách tại Nga. Bộ Tư pháp điều tra vụ cảnh sát siết cổ chết người ở New York. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder cho biết bộ này dự định mở cuộc điều tra liên bang về vụ siết cổ chết một người da đen không võ trang sau khi bồi thẩm đoàn ở New York không truy tố cảnh sát viên da trắng thực hiện hành động đó. Cuộc điều tra sẽ xem xét tới vi phạm nhân quyền trong cái chết của ông Eric Garner, 43 tuổi, người đối đầu với cảnh sát viên hôm 17 tháng 7 vì bị nghi ngờ bán thuốc lẻ lậu. Một cuốn video được thu bởi một người quan sát cho thấy cảnh sát viên Daniel Pentaleo bóp cổ ông Garner và ông này nhiều lần nói ông ta không thể thở được. Ông Holder nói rằng đây là một trong vài vụ mới đây đã thử nghiệm về cảm giác tin cậy phải có giữa giới thi hành luật pháp và các cộng đồng mà họ phục vụ và bảo vệ. Những vụ này đã đưa các nhân viên công lực vào sự xem xét kỹ lưỡng về cách mà họ dùng vũ lực thái quá để bắt giữ người thiểu số. Ông Holder cho rằng đây không phải là vấn đề của New York hay vấn đề của Ferguson không thôi. Và những người biểu tình ôn hòa trên khắp nước Mỹ theo sau quyết định của bồi thẩm đoàn ở Ferguson đã cho thấy rõ điều đó. Thị trưởng Bill de Blasio của New York cho biết ông đã nói chuyện với ông Holder và bà Loretta Lynch, luật sư công tố Hoa Kỳ thuộc khu vực miền đông New York, người đã được đề cử kế nhiệm ông Holder. Và ông được biết cuộc điều tra liên bang về cái chết đó hiện đang được xúc tiến. Hạ viện xúc tiến việc thông qua dự luật quốc phòng. Hạ viện xúc tiến việc thông qua dự luật chính sách quốc phòng trị giá 585 tỷ Mỹ Kim, vốn cho Tổng thống Barack Obama quyền hạn để nới rộng hoạt động quân sự chống dân quân Hồi giáo tại Iraq và Syria. Dự luật bao quát này cho phép chi tiêu về quốc phòng từ việc đóng tàu, phi cơ và dụng cụ chiến đấu cho tới việc tăng lương 1% cho các binh sĩ, trong khi duy trì việc cấm di chuyển nghi can khủng bố từ nhà tù liên bang ở vịnh Guantanamo, Cuba tới Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, Hạ viện biểu quyết và chuyển dự luật này cho Thượng viện. Những người ủng hộ dự luật hy vọng hoàn tất nó vào tuần tới để chuyển tới cho ông Obama ký duyệt. Năm nay, công tác về dự luật này có thêm sự khó khăn vì các chủ tịch ủy ban quân vụ ở lưỡng viện đều về hưu. Thượng nghị sĩ Dân chủ Carl Levin ra đi sau 36 năm phục vụ và dân biểu Cộng hòa Howard Buck McKeon từ chức sau 22 năm. Ông Obama tìm hàng tỷ Mỹ Kim để đẩy mạnh hoạt động và tăng phái tới 1.500 binh sĩ Mỹ nữa, và dự luật này cung cấp 5 tỷ Mỹ Kim. Dự luật sẽ cung cấp ngân khoản chính 521,3 tỷ Mỹ Kim cho quân đội và 63,7 tỷ Mỹ Kim cho hoạt động hải ngoại ở Afghanistan và Iraq, nơi cuộc chiến đã kéo dài hơn một thập niên. Và dự luật sẽ cấm việc ngưng hoạt động của A-10 Warthog, là loại phi cơ yểm trợ thường được mô tả là xấu xí nhưng lại vô giá. Ngũ giác đài tìm cách cắt giảm quyền lợi của quân đội. Giới lập pháp thỏa thuận cho binh sĩ trả thêm 3 Mỹ Kim tiền copay cho các loại thuốc bán theo toa và giảm bớt việc gia tăng khoản tiền nhà ở ngoài căn cứ khoảng 1% thay vì 5% như ngũ giác đài mong muốn. Dự luật này còn thay đổi hệ thống quân pháp để đối phó với tấn công tình dục. Mặt khác, Hạ viện đã thông qua việc nới rộng trợ giúp liên bang cho người mất năng lực
và gia hạn các khoản miễn thuế cho tới hết tháng 12. Hùng Gia Lợi triệu tập đặc sứ Mỹ vì lời phát biểu về tân phát xít của ông McCain. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Hùng Gia Lợi đã triệu tập đặc sứ Hoa Kỳ sau khi Thượng nghị sĩ John McCain gọi Thủ tướng Viktor Orbán của nước này là một nhà độc tài tân phát xít. Hoa Kỳ đã gia tăng chỉ trích chính phủ Orbán, cáo buộc ông này đã tiến tới quá gần gũi với Nga kể từ khi mối căng thẳng Đông Tây nổi lên vì vụ Ukraine. Ngoại trưởng Hùng Gia Lợi đã triệu tập đặc sứ Andre Goodfriend vì lời phát biểu của ông McCain được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ trong một cuộc tranh cãi chính trị về việc bổ nhiệm nhà sản xuất Colin Bell của Hollywood làm đại sứ tại Budapest. Từ đó, bà Bell được Thượng viện chấp thuận và được dự đoán sẽ nhậm chức tại Hùng Gia Lợi. Bộ Ngoại giao Hùng Gia Lợi cho biết tòa đại sứ của họ tại Hoa Thịnh Đốn sẽ tiếp xúc với văn phòng của ông McCain để tìm hiểu về những lời phát biểu đó. Văn phòng của ông McCain tại Hoa Thịnh Đốn tái xác nhận rằng vị thượng nghị sĩ này đã ám chỉ tới ông Orbán khi ông dùng chữ nhà độc tài tân phát xít. Hoa Kỳ cũng như các nước bạn trong khối Liên Âu còn chỉ trích ông Orbán về những gì họ xem như là việc làm suy yếu sự kiểm soát dân chủ và tấn công những tổ chức phi chính phủ. Texas đứng đầu liên hiệp các tiểu bang trong đơn kiện hành động di trú của ông Obama. Thống đốc đắc cử Greg Abbott của Texas loan báo hôm thứ Tư rằng Texas đứng đầu liên hiệp gồm 17 tiểu bang kiện chính phủ Obama về các pháp lệnh của tổng thống đối với di trú. Đơn kiện này được đệ nộp tại tòa US District ở Texas và nêu tên những người đứng đầu các cơ quan thi hành di trú hàng đầu như là những bị cáo. Ông Abbott nói rằng hệ thống di trú bị hỏng nên được sửa chữa bởi quốc hội chứ không phải bởi sắc lệnh của tổng thống. Ông cho rằng tổng thống Barack Obama gần đây mới loan báo các pháp lệnh vốn là một xúc tiến được đưa ra để tha cho nhiều tới 5 triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất, đã trực tiếp vi phạm lời hứa căn bản đối với dân chúng Mỹ bằng cách xâm phạm hiến pháp. Ông Abbott đặc biệt trích dẫn điều 2 khoản 3 của hiến pháp quy định rằng tổng thống nên chăm lo để luật lệ được thi hành trung thực. Ông cho biết đơn kiện yêu cầu tòa án đòi hỏi ông Obama phải thông qua quốc hội trước khi thi hành luật hơn là tự làm ra luật lệ. Trong đơn kiện, Texas được sự tham gia của 16 tiểu bang khác, phần lớn ở miền Nam và Trung Tây Hoa Kỳ gồm có Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, North Carolina, South Carolina, South Dakota, Utah, West Virginia và Wisconsin. Loan báo hôm thứ Tư đánh dấu lần thứ 31 Bộ trưởng Tư pháp Texas đưa ra hành động chống lại chính phủ liên bang kể từ khi ông Obama nhậm chức vào năm 2009. Iran mở cuộc không kích tại Iraq chống lại Tổ chức Quốc gia Hồi giáo. Các viên chức Ngũ Giác Đài và những nhà phân tích độc lập cho biết phản lực cơ của Iran đã thực hiện các cuộc không kích chống lại Tổ chức Quốc gia Hồi giáo ở Iraq trong những ngày gần đây, nhấn mạnh tới những liên hiệp kỳ lạ được tạo ra bởi cuộc chiến chống lại nhóm quá khích đã chặt đầu những người Mỹ cùng giết hại và khủng bố thường dân Iraq. Hoa Thịnh Đốn và Tehran bị bế tắc trong những cuộc thương nghị gây go về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng hai nước thù nghịch này lại chiến đấu trong các chiến dịch song hành cùng một phía tại Iraq để bảo vệ chính phủ do người CIA chi phối và những người Kurdistan trong vùng khỏi tay phe dân quân ISIS hiện đã chiếm phần lớn nước này. Một viên chức Mỹ kỳ cựu cho biết vụ không kích đã diễn ra tại tỉnh Diyala, vốn chạy dài từ phía đông bắc Baghdad tới biên giới Iran. Tại Iran, nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này phủ nhận việc Iran hợp tác với Liên hiệp do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng bà cũng không xác nhận hay phủ nhận các cuộc không kích của Iran chống lại ISIS ở Iraq. Ông Obama được khích lệ bởi các đảng viên Cộng hòa chống đóng cửa chính phủ. Tổng thống Barack Obama lên tiếng lạc quan hôm thứ Tư rằng việc đóng cửa chính phủ có thể được tránh trong những tuần lễ sắp tới khi ông nêu lên lời phát biểu của các lãnh tụ Cộng hòa Quốc hội là những người phản đối sự kình chống về ngân sách. Trong bài phát biểu tại Hiệp hội Kinh doanh Bàn tròn, ông Obama cho biết ông tin là có thể đạt được một thỏa thuận về luật cải tổ thuế bao quát vào năm tới khi khóa Quốc hội Cộng hòa mới lên nắm quyền vào tháng Giêng. Ông đã thảo luận về việc có thể cho phép một số công ty Mỹ ở hải ngoại được mang đồng Mỹ Kim về nước như là một phần của cuộc giao dịch một lần. Theo ông Obama, có những lĩnh vực tiềm năng to lớn cho việc thỏa hiệp với Quốc hội Cộng hòa liên quan tới cải tổ thuế, mậu dịch và sự trang trải cho các dự án hạ tầng cơ sở vốn sẽ tạo ra việc làm. Hoa Kỳ từ khước đưa Tổ chức Quân đội Hồi giáo vào danh sách đen. Trang mạng Al Jazeera.net loan tin rằng Hoa Kỳ đã từ khước liệt kê Quân đội Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Quyết định của Mỹ được đưa ra để đáp lại một thỉnh nguyện thư được đệ nộp hồi 16 tháng qua, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ loan báo nhóm có hoạt động trên toàn thế giới này là một tổ chức khủng bố. Phúc đáp lại trang thỉnh nguyện thư có tựa đề We the People, vốn đã nhận được 213.146 chữ ký. Tòa Bá Đốc cho rằng họ không thấy có bằng chứng tin cậy về việc Tổ chức Quân đội Hồi giáo từ bỏ cam kết trong nhiều thập niên qua đối với bất bạo động. Vẫn theo Tòa Bá Đốc, Hoa Kỳ không dung tha bạo động chính trị dưới bất cứ hình thức nào,
và sẽ tiếp tục thúc giục các phần tử thuộc mọi quan điểm hãy can dự ôn hòa vào tiến trình chính trị. Đồng thời, Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn các nhóm khủng bố gây nên mối đe dọa đối với quyền lợi nước Mỹ và của các nước bạn. Vào năm 2013, Ai Cập loan báo nhóm này là một tổ chức khủng bố và Saudi Arabia, United Arab Emirates và Bahrain đã làm theo quyết định đó trong năm nay. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua tình đường xin tạm ngưng ở đây. Để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu Nam Vang, mì khô đồ biển, nem nướng Cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặt tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center, 6793 C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia, 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn, điện thoại số 703-534 Eden hay 703-534-3336. Tại sao mà cổ chân của tôi lúc nào cũng bị sưng lên? Có phải là do giãn tĩnh mạch sau khi phụ nữ sinh con? Và tại sao tôi bị chuột rút làm tôi thức dậy trong lúc đang ngủ nửa đêm? Tôi thường nhận được nhiều người gọi về câu hỏi này. Bạn có thể bị giãn tĩnh mạch, các triệu chứng ở chân, bạn cũng nên gọi trung tâm phục hồi tĩnh mạch. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Toán phục vụ bệnh nhân sẽ giúp bạn có được một chuẩn bệnh miễn phí tại các trung tâm gần nơi bạn cư ngụ. Gọi ngay bây giờ, bạn sẽ được nói chuyện trực tiếp với các y sĩ hiểu biết về triệu chứng, sẽ trả lời câu hỏi, giải thích các phương cách điều trị và bàn về cách dùng bảo hiểm với bạn. Đồng thời, chúng tôi có các bác sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp trao đổi với quý vị bằng tiếng Việt. Xin hãy gọi ngay. 1-855-401-8346 1-855-401-8346 Quý vị nhìn thấy các em thiếu nhi tại nơi đây, chúng tôi chuẩn bị 1.500 phần quà cho các em thiếu nhi. Cũng như chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn để cho tất cả các cháu có điều kiện để được ăn một bữa trưa với Hội Bác Ái Francisco, do sự ân nhân của Hội Bác Ái Francisco đóng góp vào quỹ từ thiện Bác Ái Francisco, giúp đỡ để tặng cơm gạo cho các cháu bé mồ côi khuyết tật, cũng như cho trẻ em Việt Nam nghèo ở Campuchia. Chúng tôi xin gửi những hình ảnh này để quý vị cùng xem và thấy những sinh hoạt của hội thường xuyên đến đây để giúp cho trẻ em nghèo có điều kiện được một bữa cơm ngon, được đi học và khuyến khích để cho các cháu tham gia vào các lớp học tình thương miễn phí do Hội Bác Ái Francisco chỉ dạy và hướng dẫn trong nhiều năm qua. Cảm ơn sự hy sinh của các cộng tác viên của hội tại Campuchia. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia và cùng đồng hành với chương trình từ thiện Bác Ái Francisco. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạt Hình Động. Sari kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự về buổi hội thảo với đề tài Báo chí điều tra được tổ chức tại Manila vào cuối tháng 11 vừa qua. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Right Now News. Hiện tôi đang có mặt tại hội thảo về báo chí điều tra. Hội thảo này do IJ Asia tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 11 năm 2014 tại Manila, Philippines. Sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi tham dự hội thảo này. Hội thảo, ông David Kaplan, giám đốc điều hành mạng lưới báo chí điều tra toàn cầu,
và bà Malu Mangaha, giám đốc điều hành Trung tâm Báo chí Điều tra Philippines, đã có bài phát biểu với mọi người. Ông David Kaplan khẳng định, các nhà báo không hề cô đơn, đã có rất nhiều tổ chức phi chính phủ lên tiếng, yêu cầu chính phủ các nước phải có biện pháp bảo vệ ký giả của mình. Sau đó, bà Sheila Coronel, đồng sáng lập Trung tâm Báo chí Điều tra Philippines, đã có phần chia sẻ về công việc của bà cùng các đồng nghiệp Philippines và những nhà báo điều tra đến từ các quốc gia khác ở châu Á. Mặc dù phải đối mặt với sự đe dọa, sách nhiễu và nhiều mối nguy hiểm khác, các nhà báo trên khắp châu Á đã và đang đem ra ánh sáng nhiều vết đen tham nhũng và nhiều vấn nạn khác nhờ sự giúp đỡ của pháp luật, không gian tự do và công nghệ. Ngày nay, các nhà báo tiếp tục thực hiện vai trò là quyền lực thứ tư, lực lượng giám sát của xã hội. Ngoài ra, hội thảo còn đề cập đến những vấn đề như sử dụng truyền thông xã hội trong báo chí điều tra, thảo luận mở về vấn đề tương lai của báo chí điều tra châu Á. Ba nhà báo dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra chủ nghĩa thân hữu giữa chính quyền và giới kinh doanh đến từ Philippines, Indonesia và Mỹ trình bày việc các chính quyền độc tài câu kết với giới tài phiệt lũng đoạn thị trường. Đáng chú ý, phó tổng biên tập tờ Asahi Shimbun của Nhật, ông Tomohisa Yamaguchi bày tỏ mong muốn của các nhà báo Nhật muốn hợp tác cùng những đồng nghiệp ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong hội thảo, chúng tôi đã gặp gỡ bà Maithinyan Hen, giám đốc điều hành của Trung tâm Tin tức Myitmaka Myanmar, để nghe bà nói về các vấn đề Myanmar có liên quan với Việt Nam. Can you tell us a little bit about yourself? Okay, I am Maithinyan Hen from Myanmar. I am a founder and CEO of Myanmaka News Agency. Our news agency is one of the officially news agency in Myanmar. I established this news agency is 2008 January. That government is didn't allow to open the officially office and didn't allow to officially. So 2008 we have four reporter with me, and 2010 change the new government. So I got it 2011 June 16. I got the. Now we have 75 reporter with me, and 13 in base in Rangoon and other in outside of Rangoon. So we covering the all issue. We covering the all issue. Now in my country is a transitional period. It's a very difficult to get the information from the government. I mean, we don't have the right of information. Now we are trying. I think in coming 2015, we in Myanmar have a big election. Now we are preparing for the election. I am not politician, I am journalist. So we always interview with both sides, government and opposite party. We always both focus on the both side. We interview of the both side. Our stand in the balance and fell balance. So as you see, Vietnam has kind of similar situation to Burma. So as a journalist, do you have any advice or suggestion for co-workers in Vietnam working in restricted conditions? I see in your Vietnam like that is similar in Myanmar saturation and the under the military government. So we are the long time under the military government. So at that time we don't have the freedom of expressions, and we are it's a fear. It's a we life is not safe and safe. So at that time we are trying to get the democracy. In all of the journalists are we don't have the school, we don't have the journalism school, we don't have the journalism training. In my country, Myanmar journalists divorce themselves
in the field, and they are moving from the politician, and politician and the way to move to the journalism field. Now we are the change, and we are now is a we are at best time is a we are the fighting for democracy. Because now is a in my country is a we don't have the right of information, but we are trying to get the right of information and totally democracy. And so I hope your country is will be get the democracy and will be better. I hope and I wish. Thank you very much for participating in this interview. Okay, thank you, and you are welcome. Đêm 23 tháng 11 năm 2014, chúng tôi có một buổi thắp nến để tưởng niệm các nhà báo đã bị sát hại trên khắp thế giới và tôn vinh ngày quốc tế chấm dứt các tội ác không bị trừng phạt. Cũng ngày này cách đây 5 năm, ở thị trấn Ambatuan thuộc tỉnh Maguindanao, Philippines, 32 nhà báo và 26 dân thường bị sát hại. Vụ thảm sát đã làm chấn động Philippines và còn làm nản lòng công luận, khi có những nhận định cho rằng quá trình xét xử có thể kéo dài tới cả trăm năm. VIA Hội Người Việt cùng với các tổ chức Every Woman's Life, Common, Evan, Fairfax County xin thông báo chương trình chụp quang tuyến vú Mammogram thử nghiệm ung thư cổ tử cung Pap smear hoàn toàn miễn phí cho phụ nữ ở vùng Virginia. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 703-532-3716 hoặc vào trang mạng viahoinguoiviet.org. Nhóm tinh thần Việt Dũng North và South Carolina cùng hợp tác với người Việt quốc gia tại Charlotte và các tổ chức đoàn thể trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ giỗ một năm của nhạc sĩ Việt Dũng vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 12 2014 tại hội trường nhà thờ Charlotte Presbyterian Church 701 Scalebar Road, Charlotte, North Carolina để vinh danh và tưởng nhớ Việt Dũng, một người đã cống hiến đời mình cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, cùng để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và duy trì tinh thần quốc gia yêu nước của đồng bào tại hải ngoại, đồng thời để khuyến khích những người đang âm thầm dấn thân cho chính nghĩa, công bằng, tự do và nhân quyền. Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Tịnh 803-389-8002 hay Thu Hương 704-607-7761. Trân trọng thông báo, Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Duy Tân tại Orlando, Florida sẽ thành lập bầy ấu sói con với các em trai hay gái từ 7 đến 11 tuổi rưỡi, không phân biệt tôn giáo. Quý phụ huynh muốn cho con em tham gia, xin liên lạc trưởng thông 205-913-4073. Hay trưởng huấn 407-205-8199, địa điểm sinh hoạt trong khuôn viên chùa Pháp Vũ, 716 North Dean Road, Orlando, Florida, 32825, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Chủ nhật hàng tuần. Liên đoàn Hướng Đạo Hùng Vương Virginia xin thông báo, hiện nay liên đoàn đang nhận ghi danh cho các em nam sinh tuổi từ 7 đến 15 tham gia những sinh hoạt hữu ích theo phương pháp hướng đạo vào mỗi thứ sáu từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối tại trường trung học Westlawn, số 200 Wesley Road, Fall Church, Virginia. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em trên trang mạng ldhv612.com. Và để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ điện thư ldhv612@gmail.com. 12, 11, 10, 9, 8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4,
myself physically strong, mentally awake, and morally straight. We make science, technology, engineering, and math fun. STEM Scouts. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin và tình độ cũng sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.